Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với 110 cử tri các xã Láng Dài, Phước Long Thọ và Lộc An, huyện Đất Đỏ. Cử tri huyện Đất Đỏ kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho 20 hộ dân tại khu vực len ấp Gò Sầm, xã Láng Dài. Thủ tục tách thửa đất còn nhiều bất cập. Cử tri cũng đề nghị các ngành địa phương khảo sát, kiểm tra khối lượng cát khai thác tại dự án khu neo đậu tránh trú bão Lộc An. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được các sở ngành liên quan tiếp thu và trực tiếp giải đáp làm rõ. Tổ đại biểu số 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp xúc với cử tri các xã Tân Hòa và Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Tiếp xúc với cử tri thị xã Phú Mỹ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến việc trường mầm non Tân Hòa phụ thu thêm 8.000 đồng một trẻ một ngày để dạy tiếng Anh là bất hợp lý. Đường Hội Bài Tóc Tiên, đoạn giao với quốc lộ 51 thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn. Việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân còn chậm trễ. Cử tri còn phản ánh tình trạng hệ thống cống thoát nước chạy qua địa bàn dân cư nhỏ hẹp, không kịp thời tiêu thoát nước khi mưa lớn. Hộ dân có đất thu hồi thuộc dự án khu công nghiệp Phú Mỹ 3 mong được bố trí tái định cư tại phường Hắc Dịch thay vì bố trí tái định cư tại phường Tân Phước như hiện nay. Chuyển sang ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, Tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với gần 100 cử tri xã An Ngãi, huyện Long Điền trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin đến cử tri xã An Ngãi dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổng hợp giải trình, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Kết quả hoạt động của các đại biểu trong Tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Sau khi được thông tin, cử tri xã An Ngãi, huyện Long Điền bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của tỉnh trên các lĩnh vực.